Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên đề số 7, tức là bài số 7 của chương trình giáo dục công dân lớp 12. Đó là công dân với các quyền dân chủ. Trong cái bài số 7 này chúng ta có một số cái nội dung như sau. Thứ nhất là chúng ta tìm hiểu về quyền bầu cử, ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân. Thứ hai là quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Thứ ba là quyền khiếu nại tố cáo. Thứ tư là trách nhiệm của nhà nước và công dân. Riêng cái thứ tư là trách nhiệm nhà nước công dân thì cái phần này tôi không có cung cấp cho các bạn. Chủ yếu là tập trung cho ba cái nội dung trên. Bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung thứ nhất. Đó là bầu cử ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân. Chúng ta có cái khái niệm bầu cử ứng cử, đây là quyền cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị. Và qua đó thì nhân dân đã thực thi cái hình thức dân chủ gián tiếp ở địa phương và trong phạm vi cả nước. Đó, thì đây là về cái khái niệm quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân. Về nội dung. Nội dung của cái này thì chúng ta có thể phân tích như sau. Về người có quyền bầu cử ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân. Đó là tất cả mọi công dân khi đủ 18 tuổi trở lên thì đều có cái quyền này. Và nội dung thứ hai là mọi công dân là đủ 21 tuổi trở lên thì đều có quyền ứng cử vào các cái cơ quan như là Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Và công dân thì cũng được hưởng các cái quyền bình đẳng trong bầu cử, ứng cử và không có cái sự phân biệt đối xử trong thực hiện. Cái này đã được quy định rất là rõ trong luật bầu cử về những trường hợp là không được thực hiện những cái quyền này. Những người không được thực hiện đó là sao ạ? Đó là những người như sau: người đang bị tước cái quyền bầu cử theo bản án hoặc là quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp lý. Thứ hai là người đang phải chấp hành cái hình phạt tù. Thứ ba là người đang bị tạm giam. Được chưa? Vậy thì hình thức mà chúng ta thực hiện cái nhóm quyền này thì bằng những hình thức nào ạ? Hình thức đó là bầu cử phổ thông, bình đẳng trực tiếp. Hình thức thứ hai là về quyền ứng cử thì được thực hiện bằng hai con đường, đó là tự ứng cử và giới thiệu ứng cử. Đó. Như vậy thì trong cái bài này thì chúng ta lưu ý là gì? Cái khái niệm và gì những cái trường hợp cũng như các hình thức này, họ sẽ có rất là nhiều các cái câu hỏi cho các bạn nha. Đó, và các bạn phải rất là chú ý để không bị mắc vào cái bẫy. Ví dụ hình thức thực hiện quyền bầu cử ứng cử của chúng ta, hình thức thực hiện quyền bầu cử của chúng ta đấy là phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín nha. Nếu mà họ có những cái câu trắc nghiệm mà lang láng kiểu giống giống như thế này thì các bạn phải chú ý là chúng ta phải nắm được hình thức của chúng ta lấy là bầu cử phổ thông, bình đẳng trực tiếp và bỏ phiếu kín nha. Đó, chứ không phải hình thức là như nào nha, các bạn phải rất là lưu ý. Thứ hai là về vấn đề ứng cử, quyền ứng cử của chúng ta có hai con đường, đấy là tự ứng cử và được giới thiệu. Đấy thì các bạn lưu ý như vậy. Chúng ta sang nội dung thứ hai, đó là quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Về vấn đề khái niệm của cái nhóm quyền này, đây là cũng là quyền của công dân khi tham gia thảo luận các vấn đề chung của đất nước trên các lĩnh vực ở từng cái phạm vi địa phương hoặc là gì cả nước. Và đây cũng là quyền được kiến nghị với cơ quan nhà nước về việc xây dựng cái bộ máy nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Đó. Như vậy thì đây thực chất là quyền dân chủ trực tiếp của công dân. Đó, thì các bạn lưu ý. Vậy thì với cái quyền này thì chúng ta có các cái nội dung như sau. Thứ nhất là trong phạm vi cả nước á, thì được tham gia thảo luận, đóng góp, xây dựng các cái văn bản pháp luật quan trọng như là gì? Hiến pháp và luật đất đai. Hoặc là gì? Thảo luận và biểu quyết các cái vấn đề trọng đại khi nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý. Trong cái phạm vi cơ sở thì chúng ta cũng có những cái nội dung đó. Được chưa? Đó, chúng ta sang nội dung thứ ba, đấy là quyền khiếu nại tố cáo của công dân. Quyền khiếu nại tố cáo,
Thứ nhất, chúng ta tìm hiểu về cái quyền khiếu nại. Đây là cái quyền công dân đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân xem xét lại quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính khi mà có các cái chứng cứ. Đó, còn quyền tố cáo là báo cho cơ quan. Hai cái này chúng ta phải phân biệt được nha. Cái quyền khiếu nại này thì người dân là có quyền khiếu nại về các cái quyết định hành chính hoặc là hành vi hành chính khi họ có chứng cứ khẳng định rằng cái quyết định đó là trái. Ví dụ như là các bạn bị xếp loại hạnh kiểm là yếu chẳng hạn. Tuy nhiên thì có thể là cái việc mà xếp loại hạnh kiểm yếu này của hiệu trưởng của trường của các bạn á, có thể là cái quyết định mà kỷ luật các bạn nó không đúng với cái trình tự theo thông tư 12 hoặc là theo cái 58, thì các bạn có quyền khiếu nại về cái quyết định này, vân vân. Được chưa? Đấy thì tôi chỉ nói như vậy thôi. Rồi vấn đề tố cáo cũng vậy. Thì đừng tố cáo thì nó khác so với khiếu nại. Đó là gì? Báo cho cơ quan hoặc là tổ chức có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật mà nó có gây thiệt hại, xâm phạm tới lợi ích của nhà nước hoặc tổ chức của cá nhân, vân vân. Đó, vậy thì mục đích của khiếu nại là nhằm là gì? Khôi phục lại quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Và mục đích của tố cáo là phát hiện, ngăn chặn. Đó, vậy thì đây chính là nội dung của cái này. Để hiểu sâu hơn thì các bạn có thể xem cái bảng mà tôi đã thiết kế ra đây cho các bạn về vấn đề là chủ thể, để so sánh giữa khiếu nại với tố cáo, về thẩm quyền giải quyết này, về vấn đề khiếu nại, về vấn đề tố cáo. Đó, người đứng đầu, ví dụ khiếu nại thì người đứng đầu có quyết định hành vi bị khiếu nại, được chưa? Để tố cáo thì người này có thẩm quyền quản lý, vân vân. Đó. Vậy thì các cái bước mà chúng ta thực hiện quá trình khiếu nại tố cáo, bước vấn đề khiếu nại thứ nhất là chúng ta nộp đơn, thứ hai người giải quyết khiếu nại họ sẽ xem xét để giải quyết, và thứ ba nếu người khiếu nại đồng ý với kết quả thì quyết định của giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành. Và bước thứ tư thì họ sẽ là gì? Xem xét, nếu không đồng ý với kết quả giải quyết thì bạn có thể khởi kiện ra tòa hành chính thuộc tòa án nhân dân. Tuy nhiên thì người khiếu nại vẫn có quyền yêu cầu tòa giải quyết theo thủ tục tố tụng. Ngược lại với tố cáo thì bước 1 thì chúng ta sẽ gửi đơn tố cáo, bước 2 thì người ta sẽ giải quyết cái tố cáo, và nếu không đồng ý với cái kết quả này thì các bạn vân vân. Đó. Vậy thì đây là tôi đã tóm lược cho các bạn xong về cái tóm tắt của cái bài số 7. Ở rất là cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, và các bạn nhớ chia sẻ cái video này cho người khác. Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong bài số 7 công dân với các quyền dân chủ. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về một số cái câu hỏi trắc nghiệm cơ bản trong cái bài này. Thì để tiện cho các bạn nhớ lại một chút, thì ở cái video lý thuyết trước thì tôi đã cung cấp cho các bạn về mặt lý thuyết. Thì trong bài số 7 này thì về mặt lý thuyết chúng ta có 3 cái nội dung cần nắm. Thứ nhất đó là quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân. Thứ hai là quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Thứ ba đó là quyền khiếu nại tố cáo của công dân. Thì trên cơ sở cái lý thuyết như vậy thì tôi có biên soạn ra một số những cái câu hỏi thì các bạn có thể tham khảo trên cơ sở chúng ta học tập. Rồi chúng ta vào câu số 1. Trong quá trình bầu cử, mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau, thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử? Đó. Vậy thì đây nó có liên quan. Thì có các đáp án. Thứ nhất đó là nguyên tắc phổ thông, thứ hai nguyên tắc bình đẳng, thứ ba là nguyên tắc trực tiếp, và thứ tư đó là nguyên tắc bỏ phiếu kín. Vậy đây là một câu hỏi là gì? Rất là đơn giản đúng không ạ? Đây có thể nói là dạng câu hỏi gì? Câu hỏi hiểu thôi, thông hiểu. Đúng không ạ? Vậy thì nguyên tắc này thì không thể là nguyên tắc phổ thông được, cũng không phải là nguyên tắc trực tiếp được, cũng không thể là nguyên tắc bỏ phiếu kín được, đúng không ạ? Đây người ta chỉ hỏi là gì, nó có cái giá trị nguyên tắc nào. Vậy thì chúng ta chỉ còn đáp án duy nhất đó là nguyên tắc thì bình đẳng. Rồi câu số 2. Trong quy định của pháp luật về quyền tố cáo, quyền tố cáo nghe các bạn, thì đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật mà công dân có thể tố cáo là. Bây giờ các bạn lưu ý đây là cái đối tượng mà được tố cáo. Đây là tố cáo chứ không phải khiếu nại nghe các bạn.
À, vậy thì ở đây chúng ta có các phương án, thứ nhất là cá nhân, thứ hai là gì? Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thứ ba là tổ chức, thứ tư là bất cứ cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào. À, vậy thì chắc chắn là cái câu này cũng là dạng câu gì rất là dễ rồi đúng không ạ? Tố cáo tức là gì? Chúng ta nhìn thấy những hành vi hoặc là gì các cái hoạt động mà có xâm hại hoặc là vi phạm thì chúng ta có quyền gì tố cáo, vân vân. Cho cái này trong nội dung lý thuyết. Vậy thì ở đây nếu mà cá nhân thì nó chưa đầy đủ đúng không? Cái này cơ quan nhà nước cũng chưa đầy đủ đúng không ạ? Tổ chức này cũng chưa đầy đủ. Do vậy đây là đáp án D. Rồi câu số 3. Việc nhờ người thân trong gia đình đi bỏ phiếu. Đó, đây là một trong cái hiện tượng xảy ra rất là nhiều. Bỏ phiếu hộ trong cuộc bỏ phiếu bầu đại biểu quốc hội là vi phạm nguyên tắc gì theo luật bầu cử? Đó, ta thấy là như năm 2016-17 vừa rồi đúng không ạ? Chúng ta có cái bỏ phiếu 3 cấp. Vậy thì có rất là nhiều những cái địa phương, kể cả là gì những cái người mà rất là gần gũi chúng ta đấy, ở ngay xóm làng của chúng ta đó, các việc là gì nhờ người thân, tức là trong gia đình thì với tư cách công dân có thể rất là nhiều người nhưng mà chỉ cử ra đại diện cho một người trong gia đình đi bỏ phiếu cho cả nhà đó, để đi làm các công việc khác, thì cái việc này là vi phạm nguyên tắc nào theo luật bầu cử đó? Thứ nhất là nguyên tắc phổ thông, thứ hai nguyên tắc trực tiếp, thứ ba bình đẳng, và thứ tư là bỏ phiếu kín. À, như vậy vì với câu này thì rất là nhiều người sẽ là gì, sẽ chọn cái đáp án đây nè, đáp án D đây nè, nguyên tắc bỏ phiếu kín đây nè. Đây các bạn thấy bỏ phiếu đúng không, do chúng ta không nắm chắc. Vậy thì đây chúng ta đến nguyên tắc bầu cử là gì, phải là nguyên tắc đó, phải là đáp án C, nguyên tắc trực tiếp đó theo luật nha. Rồi câu số 4. Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi nhà nước trưng cầu dân ý thì công dân A này đã thể hiện quyền gì? À, cái này thì rất là dễ rồi đúng không ạ? Đó là quyền tham gia gì ạ? Ừ, câu này thì chắc không cần phải nói đúng không? Tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Đó. Rồi câu số 5. Theo quy định của pháp luật nước ta thì ai có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội? À, đây cũng là gì liên quan tới quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Về tuy nhiên thì ở đây có các đáp án là về độ tuổi là 21 tuổi, cán bộ công chức nhà nước, tất cả mọi công dân. Và D là gì những người đứng đầu các cơ quan trong bộ máy nhà nước. À, như vậy thì ở câu số 5 này thì chúng ta dễ dàng là lựa chọn đáp án đó là gì, đáp án C đúng không ạ? Tất cả mọi công dân nó đều có quyền tham gia. Rồi câu số 6. Trong quá trình bầu cử, việc cử tri không thể tự mình viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu đã thể hiện nguyên tắc gì? Đó, và đây là một trong những nội dung thì cũng tương tự như như ở câu số 3 đấy, thì có các nguyên tắc người ta liệt kê ra: phổ thông, trực tiếp, bình đẳng và bỏ phiếu kín. Vậy thì đây đã thể hiện nguyên tắc gì ạ? Thể hiện nguyên tắc giống như câu số 3 đấy, là nguyên tắc gì? Trực tiếp. Bởi vì cái người này họ không thể tự viết được nhưng mà họ này thì họ đã đến đây để họ bỏ, được chưa? Rồi câu số 7, cái tình huống này các bạn lưu ý là có thể gặp rất là nhiều đấy nha. Nó có thể trong là cái quá trình là chúng ta thi ở các kỳ thi họ cũng thể sẽ cho những cái câu hỏi này thực dạng câu hỏi là gì? Câu hỏi dạng có thể vận dụng thấp. Rồi câu số 7. Trong quá trình bầu cử, mỗi người được tự do độc lập thể hiện sự lựa chọn của mình với những người trong danh sách ứng cử viên đã được thể hiện nguyên tắc bầu cử gì? Đấy, chúng ta được tự quyền loại lựa chọn trên cơ sở chúng ta là gì, xem lý lịch, xem hồ sơ, xem quá trình công tác, rồi có thể là gì xem những cái bài phát biểu của họ vân vân khi chúng ta tiếp xúc cử tri rồi. Vậy thì đây được thể hiện quyền gì ạ? Không, mà chúng ta không phải nghe theo ai hết đúng không? Chúng ta trong cái đợt bầu cử vừa rồi thì cũng có những cái địa phương thì có thể là gì do một số là những cái thành phần đúng không ạ, đi ngược với các cái nguyên tắc này thì họ có thể là đứng ra họ vận động, họ vận động phiếu để dồn cho một số người gì đó vân vân ấy, không biết thì ở một số địa phương
Thì cái này báo chí cũng đã nêu. Tuy nhiên thì đấy là một trong những cái nội dung là gì đã không thể hiện được cái nguyên tắc này. Vậy thì đây chính là nguyên tắc bình bình đẳng nha. Đấy, câu số 7. Rồi câu số 8. Trong quá trình bầu cử, việc tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở của cử tri để cử tri nhận phiếu và bầu đã thể hiện nguyên tắc gì trong bầu cử? Đó, ta biết được rồi, trong cái quá trình mà diễn ra bầu cử thì có những cái cử tri ấy, họ do những cái điều kiện hoặc là do cái hoàn cảnh hoặc là do cái cá nhân họ bị những cái bệnh hoặc là như nào đó họ không thể đến cái điểm bầu cử được. Do vậy là gì, cái tổ trưởng tổ bầu cử này phải có gì các cái thành viên phân công đó, mang cái thùng phiếu để đến bầu. Đó, vậy thì cái việc làm đó đã thể hiện cái nguyên tắc nào ạ? Nguyên tắc đó là gì? Nguyên tắc bỏ phiếu kín đó, chứ không có bỏ hộ, bỏ dùm đó, giống như trên được, đúng chưa? Rồi câu số 9. Để nhân dân thực thi dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp, trước tiên thì nhà nước phải ghi nhận quyền dân chủ công bằng. Dân chủ của công dân bằng bằng cái nào ạ? Thực thi được cái này thì nhà nước phải ghi nhận bằng cái gì? Bằng hiến pháp hay bằng quy định hay bằng pháp luật hay bằng quy tắc? Rồi rất là nhiều người sẽ bị nhầm lẫn cái này đây. Rồi tất cả những nội dung này sẽ được quy định trong gì ạ? Trong hiến pháp. Đó, các bạn lưu ý. Bởi vì quyền bầu cử này phải được gì? Ghi nhận trong hiến pháp. Đấy, công dân có quyền gì? Quyền bầu cử và ứng cử vân vân. Đấy, khi công dân đủ 18 tuổi thì có quyền được gì? Bầu cử, và đủ 21 tuổi có quyền ứng cử vân vân. Đó, thì đấy là trong hiến pháp năm 1992 và mới đây là sửa đổi năm 2013. Đó, thì những cái nội dung này các bạn lưu ý, đây là chúng ta phải dựa vào hiến pháp, đây là gì, văn bản mẹ, tức là luật mẹ nha. Còn tất cả các điều luật này kia phải dựa vào cái hiến pháp này. Thì cái này ở trong cái nội dung cái bài số 1 thì tôi đã phân tích rất là sâu cho các bạn nắm rồi. Rồi câu số 10. Ngoài việc tự ứng cử thì quyền ứng cử của công dân còn được thực hiện bằng con đường nào nữa? Chúng ta học trong lý thuyết ta biết rồi, công dân có quyền là tự ứng cử. Tuy nhiên thì cái hình thức mà ứng cử á, tức là gì, khi đủ 21 tuổi thì công dân có quyền ứng cử vào các cái chức danh đó, theo quy định của cái quá trình mà thực hiện bầu ở các cái cấp. Vậy thì công dân đây nó có hai cái cách. Thứ nhất là người ta đã đứng ra, người ta tự ứng cử khi người ta thấy đủ các cái điều kiện. Ngoài cái con đường tự ứng cử ra thì họ còn cách nào nữa? Cái này các bạn đã nắm rồi đúng không? Rồi tự đề cử đúng không? Tự bầu cử đúng không? Được đề cử đúng không? Hay được giới thiệu? À, cái này thì trong cái phiên họp Quốc hội của Đại hội Đảng thứ 12 thì chúng ta cũng thấy rồi đúng không ạ? Đó, chúng ta thấy khi mà bầu các cái chức danh chủ chốt của Đảng, nhà nước thì một trong những cái nguyên tắc này đã được là gì? Thể hiện rất là rõ. Đấy là gì? Được giới thiệu. Đó, được chưa? Rồi như vậy thì trong cái bài số 10 với ba cái nội dung cơ bản: tham gia bầu cử, ứng cử, quản lý nhà nước và khiếu nại tố cáo, thì tôi giới thiệu cho các bạn những cái câu hỏi cơ bản chút cốt lõi thôi ở cái nội dung này. Và chắc chắn cái bài số 7 này thì cũng không có gì là khó khăn và phức tạp đối với các bạn cả. Đó. Rồi, rất là cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi, và các bạn nhớ chia sẻ cái video này đến cho mọi người để chúng ta cùng học tập để có kết quả tốt nhất trong cái kỳ thi sắp tới. Và các bạn nhớ đừng quên là đăng ký cái kênh để nhận các cái video mới nhất.